Đầu bếp là một nghề vất vả, khi mới bước chân vào nghề có những lúc tôi đã muốn từ bỏ. Nhưng khi đến với Sapa, với mảnh đất vùng cao này, tôi đã tìm được cảm hứng trong nghề nghiệp của mình. Tôi là Vũ Thành Luân, làm bếp phó của nhà hàng Hải Cảng, khu du lịch Cáp Treo Phan Xipang Legend. Sapa là vùng đất tuyệt vời của hoa trái, của các nguyên liệu cho người đầu bếp. Sapa cũng là vùng đất tuyệt vời của những hương vị khác nhau trong ẩm thực của người dân tộc vùng cao này. Tôi nghĩ thực sự mình đã may mắn tìm được vùng đất cho những cảm hứng và những nguyên liệu khơi nguồn sáng tạo cho người đầu bếp. Rau cải mèo, cá hồi, cá tầm, bạn sẽ thấy thật tuyệt vời khi được chạm tay vào những nguyên liệu đi thẳng từ môi trường sống đến với căn bếp. Hương vị đậm đà và nguyên gốc, điều đó đã là nhân tố quyết định cho món ăn của tôi thật ngon và duy nhất. Nhiệm vụ của tôi là biến những nguyên liệu thật tuyệt vời đó thành hương vị trên bàn ăn cho du khách. Sapa là vùng đất có khí hậu mát mẻ quanh năm nên tôi chọn món lẩu để đáp ứng nhu cầu của khách Việt thích sự tươi mới của nguyên liệu. Chúng tôi gọi nó là món lẩu mẹt, với vị tươi của cá tầm, cá hồi, vị đắng của rau cải mèo đặc trưng, vị ngọt của nấm được trồng tại đây. Cùng với đó, món pizza sẽ mang đến thực khách Tây Âu những hương vị đầy đủ nhất của vùng đất hoa trái, tươi mát và ngon lành này. Trong không gian ấm cúng của nhà hàng Hải Cảng, nhà hàng Đỗ Quyên, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy ấm lòng hơn khi thưởng thức món ăn đặc trưng này.